Mình sẽ tôm vào nâu cho phần chữa ốc đầu tiên trước nhá. Cái chú ốc thứ hai thì mình sẽ tô màu hồng nhé. Mình đưa màu hồng cho chữ ốc thứ hai này. Cái phần sa biển này thì mình sẽ tô màu xanh lá mạ nhé. Cái này giống như là một chút sữa, sữa biển. Rồi tin hút cho. Anh được bao nhiêu cái anh Trung ơi? 20 cái. Em cũng phân đấu 20 cái em dừng. Tiếp theo còn một chỗ còn lại thì mình sẽ tô màu xanh dương đậm nhé. Thôi chúng ta sẽ tô màu xanh dương nhạt. Màu xanh dương đậm thì nó sẽ phù hợp với màu nước biển hơn. Mình sẽ tô màu xanh dương nhạt nhé. Đây chữ ốc còn lại này mình sẽ tô màu xanh dương nhạt nhé. Cái màu này thì chúng ta sẽ hay dùng để tô màu cho bầu trời, đám mây. Đây là các loại ốc nha mọi người, mình đã tô các cái màu sắc khác nhau nhé. Và đây là video tô màu cho những chú ốc có những kiểu dáng và màu sắc khác nhau đã được mình hoàn thành xong nha các bạn. Và cái video tô màu cho bức tranh về những chú ốc ngày hôm nay của mình cũng đã kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tô vẽ tranh tiếp theo trên kênh YouTube mình nhé. Mọi người xem video thì hãy nhớ là để lại cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa sẽ được mình đăng tải trên kênh. Nếu mọi người muốn mình tô màu chủ đề nào thì hãy cứ để lại bình luận ở phần bên dưới và mình sẽ tô màu theo yêu cầu của các bạn nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.